Tiếp nối phần một bí ẩn bị lãng quên sau những cánh rừng của Angkor Wat, hôm nay chúng ta sẽ cùng lang thang khám phá các đền đài bằng đá sa thạch nơi đây để thưởng thức tinh hoa nghệ thuật điêu khắc Angkor với những đường nét chạm khắc cùng họa tiết tinh xảo, sắc nét và sống động đến ngỡ ngàng. Mỗi mảng tường, mỗi góc khuất, mỗi bậc tam cấp đều có thể khiến ta bất ngờ bằng những tuyệt tác điêu khắc bí ẩn. Giá trị nhất và cũng là điều vĩ đại nhất hiện diện ở Angkor Wat chính là những điêu khắc đá chạy trên các bức tường với tổng chiều dài tới 2 cây số, mô tả tỉ mỉ và đầy mỹ cảm những tư thế, dáng điệu khác nhau của vũ công Apsara. Phải chăng những nghệ sĩ điêu khắc của cả nghìn năm trước đã tạc vào thời gian biểu tượng của muôn đời, tình yêu và cái đẹp? Angkor Wat được xây dựng trên một nền móng rộng và cấu trúc bằng đá vôi với các tầng và những tòa tháp cao vút. Ngôi đền có một khuôn viên hình chữ nhật được bao quanh bởi hành lang và các dãy cột. Kiến trúc của Angkor Wat mang tính đối xứng và hài hòa với sự phân chia rõ ràng và tỷ lệ hợp lý. Các tòa tháp với số lượng và kích thước khác nhau bao gồm 5 ngọn tháp. Tòa tháp chính, gọi là Angkor Wat Tháp, là điểm nhấn chính với chiều cao lên đến 65m, tượng trưng cho ngọn núi Meru nơi ở của các vị thần thánh, được xếp thành 3 tầng, tượng trưng cho địa ngục trần gian và thiên đường. Các tòa tháp khác như Bakan, Krawan và Prabithu cũng mang trong mình nét đẹp và sự tinh tế của kiến trúc Khmer. Angkor Wat có tới 398 phòng được nối với nhau bởi 1.500 hành lang, có chu vi xất xỉ 6 km, diện tích khoảng 200 hecta. Vậy mà công trình kiến trúc nghệ thuật được xếp vào hàng tuyệt đỉnh này đã từng bị rừng già bao phủ gần 4 thế kỷ. Một điều khá thu hút tại Angkor Wat là bạn có thể tận hưởng cảnh mặt trời mọc và lặn từ các vị trí đặc biệt. Cảnh tượng mặt trời nổi bật ló dạng qua các cửa sổ và cửa vào của Angkor Wat tạo ra những bức tranh huyền ảo và đẹp mắt. Ánh mặt trời lúc sáng sớm và chiều muộn đi qua những kiến trúc và điêu khắc tại Angkor Wat tạo nên một không gian nghệ thuật độc đáo và lôi cuốn. Vũ điệu Apsara biến ảo trên đá. Năm 2003, UNESCO đã đưa vũ điệu Apsara vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Apsara, nghệ thuật múa cung đình của người Campuchia, vốn là một biến thể của nghệ thuật múa cung đình Ấn Độ, có nguồn gốc từ nhân vật Apsara, những nàng tiên chuyên biểu diễn cho các vị thần trong truyền thuyết Hindu giáo. Ra đời cách đây ít nhất 2.000 năm, những hình ảnh đầu tiên của điệu múa Apsara được lưu lại trên nhiều phù điêu trang trí ở các ngôi đền cổ kính nhất Campuchia. Theo thống kê, chỉ riêng Angkor Wat đã sở hữu tới 1.700 hình hài vũ nữ. Thoạt nhìn, những động tác múa, tư thế cho tới gương mặt, trang phục của các nghệ sĩ biểu diễn trông khá giống nhau, nhưng quan sát kỹ hơn, bạn sẽ ngạc nhiên khi không thể tìm được một hình ảnh giống hệt. Đặc biệt, ở nơi đây, bạn có thể bắt gặp cả vũ nữ, cười với nụ cười khoe cả hai hàm răng, lẫn một người đẹp đang cắn lưỡi. Dáng điệu, cử chỉ, khóe mắt, làn môi, những đôi tay mềm mại, những bộ ngực trần đều toát lên vẻ gợi cảm, những vũ công đẹp mê hồn. Trông sống động như sắp rời chất liệu đá để bước ra ngoài đời thật. Điêu khắc trên tường tại Angkor Wat là một trong những tuyệt tác nghệ thuật của kiến trúc Khmer. Các bức tường của ngôi đền được khắc họa với hàng trăm hình ảnh từ câu chuyện thần thoại Hindu và Phật giáo, tạo nên một bức tranh tường độc đáo và sống động. Các hình ảnh bao gồm vị thần nữ, nhân vật lịch sử, các sự kiện và câu chuyện thần thoại. Từ những hình ảnh của vị thần Vishnu, Rama, Shiva, cho đến những câu chuyện về Rama và Sita, Mahabharata và Ramayana, tất cả được tái hiện một cách tinh tế và chi tiết trên tường. Những nghệ nhân Khmer đã dùng kỹ thuật khắc trên đá để tái hiện những chi tiết nhỏ nhất của từng hình ảnh, từ ánh mắt, đường nét khuôn mặt, trang phục, cho đến các vật phẩm và cảnh vật xung quanh. Điêu khắc trên tường tạo ra một sự chân thực và sống động, khiến người tham quan như đang bước vào một thế giới thần thoại và lịch sử. Đây không chỉ là một nghệ thuật mà còn mang trong mình sự tôn trọng và sự tín ngưỡng tôn giáo của văn hóa Khmer. Hình ảnh của các vị thần và nhân vật thần thoại thể hiện sự tôn sùng và sự sùng bái của người dân đối với thần linh và tôn giáo. Đồng thời, cũng truyền tải những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của người Khmer qua các câu chuyện và sự kiện được khắc họa trên tường. Ngoài các tác phẩm điêu khắc trên tường, Angkor Wat còn có các tác phẩm điêu khắc trên cột và các khối đá lớn, làm nổi bật những phần cấu thành chính của ngôi đền. Những tác phẩm này thường tượng trưng cho các vị thần và nhân vật trong thần thoại và có mức độ chi tiết và khắc sâu. Đền thờ Hindu biến thành đền Phật. Trong quá khứ, Angkor Wat được dành riêng cho tôn giáo Hindu với việc thờ phượng vị thần Vishnu. Tuy nhiên, vào thế kỷ 14,
Angkor Wat chuyển đổi thành một đền thờ Phật giáo và trở thành một trung tâm quan trọng của Phật giáo ở khu vực Đông Nam Á. Trong Angkor Wat có một hệ thống hầm và hành lang bí mật. Những hầm này được sử dụng cho mục đích tôn giáo và cũng là nơi để bảo vệ các tài sản quý giá của đền thờ. Xung quanh Angkor Wat có nhiều làng và khu vực sinh sống của cư dân địa phương. Khám phá khu vực này, bạn có thể tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày, văn hóa và truyền thống của người dân Campuchia. Angkor Wat được xây dựng trên một nền đất nền, là một trong những kỹ thuật kiến trúc quan trọng của kiến trúc Khmer. Nền đất nền được tạo ra bằng cách đào bỏ một hố sâu, sau đó lấp đầy nó bằng đất và đá. Nền đất nền giúp tăng tính ổn định và chống sụp đổ cho công trình, đồng thời cung cấp không gian cho hệ thống hầm và hành lang bên dưới. Nguyên vật liệu chủ yếu bằng đá bazan, một loại đá cứng và bền. Sự lựa chọn này giúp cho công trình trở nên bền vững và kéo dài theo thời gian. Đá bazan được cắt thành các khối đá chính xác và ghép lại với nhau bằng kỹ thuật chồng lên nhau, tạo nên những tầng và cấu trúc phức tạp. Sườn đá được đặt tại các góc và cạnh của ngôi đền, cung cấp sự ổn định và mềm mại cho kiến trúc. Điểm độc đáo của Angkor Wat còn bao gồm một hệ thống thoát nước phức tạp. Các kênh thoát nước được thiết kế để đảm bảo sự cung cấp và thoát nước hiệu quả, ngăn ngừa ngập lụt và hư hỏng công trình. Là một di sản văn hóa và kiến trúc đầy mê hoặc, cũng mang trong mình những bí ẩn và câu chuyện đáng ngạc nhiên. Dưới đây là một số bí ẩn xoay quanh Angkor Wat. Công nghệ xây dựng, một bí ẩn lớn liên quan đến Angkor Wat là cách xây dựng công trình này. Với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn, người ta tự đặt câu hỏi về công nghệ và phương pháp xây dựng mà người Khmer đã sử dụng để xây dựng Angkor Wat. Cách họ di chuyển, cắt và chế tạo các khối đá lớn và đặt chúng lên nhau vẫn là một bí ẩn cho nhiều nhà nghiên cứu. Làm cách nào để vận chuyển cả triệu tấn đá, rồi đưa những khối đá nặng tới 65 tấn lên độ cao hàng chục mét để xây dựng và chạm khắc. Những tảng đá nặng vài trăm cân được xếp chồng khít lên nhau, không hề có chất kết dính, nhiều chỗ còn không nhìn ra chỗ ghép. Những tác phẩm điêu khắc kỳ vĩ này được thực hiện theo bản vẽ tỉ mỉ từ trước, rồi ráp thành từng khối để thi công hay ngược lại. Chạm khắc xong mới ráp thì phải cực kỳ chính xác, nếu quá trình vận chuyển làm sứt mẻ thì sửa chữa thế nào? Ráp nối xong mới bắt đầu chạm đục thì chấn động có thể gây đổ tháp. Mà nếu thế thì với những tác phẩm trên trần cao, thợ thủ công làm sao nằm ngửa để thi công? Mật mã và thông điệp ẩn, trên tường và các cấu trúc của Angkor Wat có rất nhiều hình ảnh, chữ viết và các ký hiệu. Có tin đồn rằng những ký hiệu này chứa đựng những thông điệp và mật mã ẩn. Một số người tin rằng Angkor Wat có liên quan đến những nguyên tắc tín ngưỡng và triết học bí mật và thông điệp ẩn có thể được tìm thấy thông qua việc giải mã các ký hiệu này. Vị trí thiên văn học, một điều thú vị về Angkor Wat là vị trí của nó trong quy luật thiên văn học. Có các lý thuyết cho rằng kiến trúc Angkor Wat được thiết kế dựa trên việc liên kết với các hiện tượng thiên văn như mặt trời mọc, mặt trời lặn và các sự kiện thiên văn khác. Việc xác định chính xác cách mà các yếu tố thiên văn được tính toán và tích hợp vào kiến trúc vẫn là một bí ẩn mà nhiều nhà nghiên cứu và nhà khảo cổ học quan tâm. Khu vực chôn cất. Trong quá trình khám phá và khảo cổ ở Angkor Wat đã phát hiện nhiều khu vực chôn cất và mộ táng. Những khu vực này đang giúp các nhà nghiên cứu hiểu hơn về nghi lễ và tín ngưỡng của người Khmer, cũng như tìm hiểu về lịch sử và cuộc sống của các vị vua và quý tộc trong thời kỳ đế quốc Khmer. Một bí ẩn lớn xoay quanh Angkor Wat là sự biến mất của đế quốc Khmer vào thế kỷ 15. Lý do chính cho sự tàn phá và bỏ hoang của Angkor Wat và các công trình khác vẫn là một câu đố lớn. Có nhiều giả thuyết về nguyên nhân bao gồm chiến tranh, thiên tai và sự suy yếu của chính quyền, nhưng vẫn chưa có được những câu trả lời thật thuyết phục. Chính những bí ẩn xoay quanh Angkor Wat đã tạo thêm phần hấp dẫn và kích thích sự tò mò của du khách đến đây. Dù đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu, vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá hoặc giải đáp hoàn toàn, làm cho Angkor Wat trở thành một địa điểm hấp dẫn cho những ai đam mê khám phá và giải mã những bí ẩn lịch sử. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tìm hiểu về Angkor Wat.